Ê Lâm, đang làm gì mày? Đang quay số 1 chứ còn 7 thầy ơi. Đu ra làm gì? What? Rồi sao anh hai vô rồi xui à? Vãi nồi nó đổ thừa kinh điển luôn anh em ơi, tính ra là mình vừa vô luôn ấy. À, em biết lý do tại sao mà hôm qua anh với em vô ạc của mày mà thấy bí danh là để liệu gì không? Ủa sao vậy anh hai? Hiện tại là mình gọi điện cho mày anh em ơi, mình hỏi thử ấy. Sau đó là mình cũng chính thức là quay trở lại với mày gọi anh em à. Nhưng mà mày nói với anh là cái ạc của mày là hiện tại đang bị hack rồi ấy. Anh chắc chắn là thằng yêu cũ của mày thuê người hát luôn ấy. Em có nghĩ vậy không? Trời, em nghĩ vậy luôn anh hai. Hôm qua anh em cũng thấy là tôi vô để cái bí danh đó là yêu duyên anh em ơi. Thì chắc chắn là nó luôn rồi đấy. Rồi rồi, mày xong rồi. Ok, bây giờ anh với mày chơi lớn cái này không? Lớn gì anh hai? Thì anh em cũng biết là hồi trước là tôi cũng có solo với lại là thanh niên duyên đó một lần rồi anh em ơi. Thì tôi thấy là nó up game cũng một thời gian rồi đấy. Bây giờ nó quay trở lại cũng như chắc là nó phá trình tình cảm của tôi với lại là mày anh em ơi. Anh có đi game mạc mới của nó nè. Bây giờ mày giúp anh là vô trong cái ạc của nó, ok không? Ok luôn hai. Bé Lâm thì nó vô ạc một cái một anh em ơi. Bây giờ tụi mình sẽ vô lại cái ạc đó nha. Để xem là bên trong ạc nó là kiểu có những gì với lại bí mật gì nha anh em ơi. Sẵn là tịch thu luôn anh em à. Cái tội dám lấy ạc mày anh em ơi. Ok bây giờ vô luôn ha. Dạ. Ok vô. Mình đang có mặt bên trong ạc của người yêu cũ mày anh em ơi. Bây giờ thì quẩy lên chứ còn gì nữa. Sẽ review cái ạc của người cũ mày để xem là bên trong màn này là có những gì nha anh em ơi. Công nhận là hôm qua nó tự biên tự diễn luôn anh em à. Nó trở lên game cũng như là thuê người hát ạc của mày ấy. Sau đó là nó vô để bí danh là yêu Jin anh em ơi. Phải nói thật sự luôn. Level 69 này tên là Jin là bờ rồ anh em ơi. 8854 like này. Nói chung ganh của nó không có leo anh em à. Ganh bạc với lại ganh đồng anh em ơi. Ok, thẻ bô giá là không mua luôn này. Thẻ cực thì mua đúng một mùa ngày xưa thôi anh em ơi. Những mùa dạo này cũng không mua bởi có cày anh em à. Tiểu sử thì để là Jin đã cơm bách. Jin đã trở lại anh em ơi. Ok, bây giờ xem là nhận nó bắn như nào nha. 1.96 này cũng như là 24% tới lê sọt và 9044 kill anh em ơi. Ok, bây giờ là nhận tử chiến nha. 43% tới lê sọt và 21.281 kill. Nói chung là nhận nó bắn là cũng được anh em ơi. Bây giờ là phần nhân vật anh em ơi, xem lạc của nó là có những gì nha anh em ơi. Ok, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này. Ok, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này anh em ơi. 19 này, 20, 21 này, 22 này, 23, 24 này, 25 này, 26 này, 27, 28 này, 29, 30, 31 này, 32 này, 33, 34 này, 35, 36 nhân vật này. 37 này, 38 này, 39, 40, 41, 42, 43 này, 44 này, 45, 46 này, 47, 48 này anh em ơi. Thêm mấy nhân vật ngày nữa nha. 49, 50, 51, 52 này, 53, 54, 55. Trời ơi, là trở nên nhiều vãi nội luôn anh em ơi. Ok, bây giờ là phần bét nha anh em ơi. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này, 13, 14, 15. Tổng hết luôn là có 15 con bé bên trong này anh em à. Nói chung là tôi thấy 15 cũng uy tín rồi đấy. Ok, bây giờ là phần tủ đồ nam đi anh em ơi. Xem là có cái nệt gì không nha. Đầu tiên chính là thánh phòng nè anh em ơi. Được đấy, cũng như là tóc CR7 này. Mũ lăng khách linh hồn nè anh em ơi. Cũng như là mũ lăng khách tím nữa này. Đầu túi hồng thơ anh em à. Trời ơi, là chơi nhìn mạnh mẽ vãi chưởng luôn ấy. Đây chính là đầu trang ngũ ngáo anh em ơi. Đầu ác quỷ này. Tóc thần tượng giới trẻ này, tóc gốc cơ nè anh em ơi, cũng như là mũ gom hai tạc này. Tổng hết luôn là có 160 mẫu tóc cũng như là mũ nha. Tôi thấy là 160 là cũng ok đó anh em ơi. Có cả là cái tóc dành cho những thanh niên mà làm cái phân diện trong FIFA anh em à. Rồi, bây giờ là phần áo nha anh em ơi. Tổng hết luôn là có 348 cái áo anh em à. Áo thế phiệt này cũng như là áo bạch hổ nè anh em ơi. Áo thỏ ác nữa này, BTS có kiểu luôn. Quay, tính ra là cái hàng này tôi thấy là phần áo cũng uy tín ba chưởng luôn anh em ơi. Áo ngày đỏ nữa này, cũng như là áo lãng khách tím này, áo chai ngấu ngáo nè anh em ơi. Áo ác quỷ này, áo thần tượng giới trẻ luôn nè anh em à. Kinh thế nhỉ. Đây chính là áo hoàng tử bò cạp anh em ơi. Ok, áo anh hùng bàn phím là tôi đang mang này, cũng như là áo dân chơi đường phố nè anh em ơi. Áo bóng trắng nữa này, cũng như là áo đi dê xỏ này, căng thế nhỉ. Áo hàng vương này, cũng như là áo thổ quậy nè anh em ơi. Áo trái châu này và sáu mũ phong cách găng tơ này. Áo sơ mi trắng là tôi đang mang trên người này. Và đây chính là phần áo free nha. Từ từ tôi xem là có áo đá banh không anh em ơi. Cửa đi mà đang nỉ đây rồi. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này. Tổng luôn là có 5 cái áo đá banh nha anh em ơi. Rồi bây giờ là phần quần nha. Xem là có cái nệt gì không nha.
Đầu tiên chính là một cái quần đá banh này, cũng như là quần thao ác nha anh em ơi. Quần BTS này, quần ác quỷ này, quần thần tượng giới trẻ này, quần băng cấp đêm nè anh em ơi, quần hàng vương này, quần phong cách stress này, quần casino nè anh em ơi, quần một mắt này, quần thám hiểm này, nhưng mà nó lạ lắm anh em à. Như kiểu là quần thám hiểm mà chưa có skin đó anh em ơi, phải trưởng thật sự ấy. Ok, để xem là có quần hồng thiên không nha. Cố đi mà năn nỉ luôn ấy. Rồi xong anh em ơi, có cái nịt luôn này. Bây giờ là phần giày dép nha anh em ơi, xem là có gì nha. Nói chung là phần giày dép là tôi phải đi truy tìm là giày sứa cơ của tôi anh em ơi, với lại giày phong cách 15 hay mang, đôi chân của thánh phòng nè anh em ơi. Có đi mà trời năn nỉ luôn ấy. Để gọi anh em ơi, giày phong cách 15 hay mang này, giày trái châu này, cũng như giày sứa cơ tôi hay mang luôn nè anh em ơi. Đây chính là đôi giày tủ tôi luôn nha. Đây giúp tô ong này, cũng như giày đồng, giày bạc, giày vàng luôn nè anh em ơi, khá là xịn luôn. Rồi bây giờ là mắt kính với lại mặt nạ nha anh em ơi. Đầu thoát ác nè anh em ơi, con hai này giống nhau vậy, vãi nồi vậy. Khác nhau anh em ơi, khác cái phần màu của cái đỉnh nón ấy. Ok, đầu hàng vương này, cũng như là đầu tháo quậy nè anh em ơi. Mặt nạ ông già Noel này cũng có lúc này, mặt nạ tuxedo cái kiểu nè anh em ơi. Ok, để xem là còn gì nữa không nha. Nói chung là hết rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là phần mặt nạ nam nha anh em ơi. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14 này. Tổng hết luôn là có 14 cái mặt nạ nam bên trong này nha. Đồ full thì cá mập bay trong gió này anh em ơi, cũng như là bộ đồ đua xe này, bộ đồ xếp hình này anh em ơi, và khung lông gà cuối cùng này. Ui, có cá mập bay trong gió là cũng uy tín rồi đây. 44 cái hành động bên trong này anh em à. Uầy, tôi thấy là 44 cái, nhưng mà có một số cái là từ đại xa xưa là cũng có luôn này anh em ơi. Nãy khá là xịn luôn này. Ok, sưu tập nha. 61 cái dù lượng là đầu tiên nè anh em ơi. Ui, căng đét luôn ấy. Cũng như là 76 cái ba lô nè anh em à, ba lô vòng đen các kiểu này. Được ấy. Ba lô heo này, cũng như là ba lô gấu trúc nè anh em ơi, ba lô chú hề ma quái các kiểu, lại là ba lô chú hề nhỏ luôn này, khá là xịn luôn. 48 cái hàm sát nè anh em ơi, tôi thấy là có hàm sát thánh phòng là cảm thấy có cảm tình rồi đó anh em à. Ăn này là không có skywin nha. Cuối cùng chính là 70 cái băng lướt này, băng lướt tỷ đô, trời gỗ lạ trời, nghe mùi tiền mới trưởng luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là phương tiện nha anh em ơi, xem là có gì nha. Thì đây chính là dàn siêu xe bên trong ngạc của người yêu cũ của mày anh em ơi. Nhưng mà tôi thấy là dàn siêu xe này khá là cùi luôn, đua với lại dàn siêu xe của tôi ép cái lọt xuống mương luôn chứ còn gì nữa. 178 cái bata này, cũng như là 275 cái nền anh em à. Cũng chắc đấy. Rồi có một cái băng vẽ là còn dư này, với lại là 5 cục đá chế tác này anh em ơi, không có hộp đá mà thuật nào luôn nha. Ok, không có hộp súng nào luôn anh em à. Cuối cùng là tôi đã cho anh em xem đó là xong phần đồ nam bên trong ngạc của người cũ mày rồi anh em ơi. Bây giờ là phần tủ đồ nữ đấy nha, xem nó là có cái nịt gì không nha anh em ơi. Sau khoảng thời gian quá dài, không đến nỗi là 2 giây, thì cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau nữa rồi. Bây giờ là phần tủ đồ nữ nha anh em ơi, xem là có cái nịt gì không nha. Thì bây giờ là tôi sẽ cho anh em xem mà có đồ gì ngon là sáng vô nha, còn không ngon sẽ lướt qua nha anh em ơi. Hai cái tóc này nhìn cute thế nhỉ. Ok, đầu nữ thần quý phái nè anh em ơi, khá là xịn luôn này. Ui, tính ra là đồ nữ tôi thấy là cũng không có gì ngon mấy anh em ơi. Đây chính là tóc báo đời báo kiếp nha, chứ không phải là báo đen đâu anh em à. Ok, áo của gùa đen nữa này, cũng như là áo phi vụ chiêu đô nữa này anh em ơi, được của nó lúc này. Tính ra là phần áo nữ là cũng không có gì xịn anh em ơi. Tôi lướt tới đây mà toàn những áo mà gọi là giá trị thấp với lại là free không anh em à. Nguyên một đống áo free luôn nè anh em ơi. Áo Machina Vinamilk thế nhỉ. Ok, hết rồi anh em ơi, nói chung là cũng không có gì ngon ấy. Bây giờ là phần quần nha anh em ơi, tôi sẽ đi truy tìm là quần hồng thiên nữ này, cũng như là quần thám hiểm nữ nha, xem là có không anh em à. Trời ơi là trời, có đi mà năn nỉ luôn ấy. Đừng có nói là đồ nữ nó cùi vãi nồi luôn nha. Ok, quần đá banh này không có luôn anh em ơi. Bây giờ là phần giày dép nha anh em ơi. Giày gái ngô ngáo này, toàn giày free là nhiều anh em à. Dép tô ong này, giày đồng, giày bạc, giày vàng là tôi đã cho anh em xem bên phần đồng nam rồi anh em ơi. Bây giờ là mắt kính với mặt nạ nha. Mặt nạ ông già Noel này, hai này giống nhau vậy. Ui, khác màu anh em ơi. Anh được gắn kiểu như là chuyên làm mà giống nhau ấy, nhưng mà màu thì đổi mới anh em à. Kiểu bán bằng kim cương lại, ảo ma kinh điển luôn. 3 này, 4, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 16 này. Tổng luôn là có 16 cái mặt nạ nữ bên trong này nha anh em ơi. Đồ full này, cá mập bay trong gió này, cũng như là bộ đồ đua xe này, bộ thỏ siêu công nghệ này anh em ơi, cũng như là thỏ phi hành này, bộ đồ thần quyền này anh em ơi, khủng long gà này, và cuối cùng chính là quý bà cổ chết nha. Ok, thì cuối cùng là tôi đã cho anh em xem xong đó là phần đồ nữ bên trong này gọi anh em ơi. Nói chung là đồ nữ cũng không ngon bằng đồ nam ấy. Bây giờ là phần súng nâng cấp đi anh em ơi, xem là có súng gì bên trong màn này không nha. Ok, MP40 bắn xà level 3 này, cũng như là AK47 cùng xanh level 3 luôn nè anh em ơi.
Trời gấu là trời, thanh niên này không có nổi là một cây súng level 7 luôn á anh em à. Thứ gì mà chịu nói thật sự luôn ấy. Rồi, súng nâng cấp nha anh em ơi. Đầu tiên là M41 tôi thấy là được 6 skin này. Cũng như là AK47 là được 5 skin nè anh em ơi. Đang dùng là AK gồng lửa này. M14 là tôi thấy được 2 skin. Cũng như là SK tổng hết luôn là có 6 skin anh em ơi. Gấu da là cũng được 2 skin này. Format là được 6 skin anh em à. Format mà cà gồng là cũng có luôn. M8 là được 1 skin anh em ơi. Cũng như là N94 tôi thấy là được 6 skin. À được ấy. Phalasma là được 1 skin này. Cũng như là AUG tôi thấy là cũng được 4 skin nè anh em ơi. Ui AUG bỏ cạp luôn nè anh em ơi. Burafol là cũng được 2 skin. Burafol thịnh nộ nè anh em ơi. Ok, súng trường tầm xa nha. Ếch kế đầu tiên là được 4 skin này. Cũng như là chim ấu kiến là được 1 skin. Cuối cùng chính là 1 skin AC80 nha anh em ơi. Ok, súng máy nha, xem là có gì nha. M249 đầu tiên là được 1 skin này. Cũng như là M60 tôi thấy là được 2 skin anh em ạ. Ok, tiểu liên nha anh em ơi. Đầu tiên chính là 4 skin UMP anh em ạ. Cũng như là MB5 tôi thấy là được 8 skin này. VSS là cũng được 3 skin nè anh em ơi. Tính ra là VSS tôi thấy là cũng khá là ít đấy. MB40 cũng ít vai trưởng luôn, được 1 cây bắn xà thôi anh em ơi. B90 là cũng được 6 skin này. Cũng như là thông son là được 1 skin anh em ạ. Rồi bây giờ là shotgun nha anh em ơi. M1014 là được 1 skin này. Cũng như là Spat tôi thấy là được 5 skin nè anh em ơi. Mắt 7 là cũng được 1 skin luôn này. Rồi bây giờ là súng ngắm nha anh em ơi, xem là có gì nha. AKM là không có skin này. K98 là được 4 skin. Cũng như là 2 skin M82B anh em ơi. Ok, thì đây chính là dàn súng lục bên trong này anh em à. Trời ấu là trời, dàn súng lục gì mà nó cùi bắp kinh điển vậy. Cận chiến nha anh em ơi. 6 skin chảo này, chảo đô la luôn này. Cũng như là dao là được 14 skin luôn này. Ui, dao nhìn khá là xịn luôn nè anh em ơi. Dao thế giới ngầm này. Ok, gãy bóng chày là được 10 skin. Gãy bánh mì nè anh em ơi. Trời ấu là trời, sáng giờ tôi chưa ăn gì luôn ấy, đói bụng kinh điển luôn. Kiếm katana là được 5 skin nè anh em ơi. Cũng được này. Lưới hái là khá là khiêm tốn luôn, được 1 skin thôi anh em ơi. Nhưng mà cuối cùng là cũng có là tiểu lý phi đao không bằng mẹ tao phi dép tông bay nè anh em à. Trời ấu là trời. Nắm đấm là long quyền này. Cũng như là băng quyền nè anh em ơi, hai nắm đấm nha. Ok, lựu đạn là có 28 chế lựu đạn anh em à. Trời ấu là trời, nít vãi nồi con cá mồi luôn ấy. Theo như cảm nhận tôi là tầm 35 trái mới gọi là ổn anh em ơi. Bơm keo là cũng được 9 skin nữa này. Bây giờ là tôi cho anh em xem là từng chấm keo luôn nha. Và nếu như mà anh em trùng với lại trái nào thì nhớ là comment ở dưới nha. Cuối cùng chính là nó. Rồi xong, có cái nệt luôn anh em ơi. M79 là cũng không có luôn ấy. Được một cây gân lên cúng quân này. Ok, cuối cùng là tôi đã cho anh em xem tất tần tật bên trong cái này rồi nha. Bây giờ xem là phần kết bạn anh em ơi. Xem là đặt bí danh cho mày là gì. Vỡ 1, gì vỡ 2, vỡ 3, vỡ 4. Trời ơi, là trời, nó ảo tưởng mấy nội luôn anh em ơi. Nó đặt cái bí danh cho mày chính là vỡ 1 nè anh em à. Nhưng mà tôi không biết là vỡ 2, vỡ 3, vỡ 4 là ai của nó luôn ấy. Ảo ma kinh điển luôn anh em ơi. Nhưng mà hiện tại là cái hạt của mày đang bị nó hắt anh em à. Ngày mai là tôi sẽ liên hệ bên Ghana để lộ anh vọng anh em ơi, để xem là người ta có giúp được không nha. Cái hạt của tôi là mấy ngày trước bị dính liên kết anh em là được giúp gỡ ra. Nhưng mà cái hạt của mày không biết là có lấy lại được không anh em à. Ok, cái hạt này là tôi sẽ tịch thu luôn nha anh em ơi. Và bạn nào mà cần cái hạt này á, thì nhớ là liên hệ với tôi hoặc là anh em để lại đi game nha. Mình sẽ kết bạn trực tiếp cũng như là đưa hạt trực tiếp cho anh em nha. Một bạn may mắn nhất trên kênh tôi hôm nay nha anh em ơi. Và nhớ là ấn like và đăng ký kênh cho tôi ấy. Cảm ơn em nhiều nha. À, đừng quên là ghé shop simavip.com của mình cũng như là quen cương và mua hạt nha. Đường link đó là tôi ghi phần comment anh em ơi. Rồi, bây giờ thì bye bye anh em.